nói chỉ khi huấn luyện viên không tiết lộ chia tay U23 Việt Nam sau U23 châu Á. Trưa ngày 13 tháng 6, lãnh đạo VFF đã chia sẻ với Sasa về chuyện. Huấn luyện viên Kong Okyo nói U23 châu Á 2022 là giải đầu tiên và cuối cùng làm việc với U23 Việt Nam. Theo đó, huấn luyện viên Kong Okyo nói sau trận đấu với U23 Saudi Arabia, tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu này và ASEAN 19 nhưng ASEAN bị quản tổ chức trong năm nay. Do đó, giải U23 châu Á là giải đấu đầu tiên và cuối cùng của tôi với U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Kong nói U23 châu Á là giải đầu tiên và cuối cùng có thể lý giải rằng U23 Việt Nam đã không còn các giải đấu trong năm nay. Phía trước là AFF Cup diễn ra vào cuối năm. Đây là giải đấu thuộc cấp độ đội tuyển quốc gia được huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt. Riêng huấn luyện viên Kong ký hợp đồng với VFF có thời hạn 1 năm vào tháng 3 năm 2022. Trước thông tin bất ngờ này, Sasa đã hỏi Liên đoàn bóng đá Việt Nam về tương lai của huấn luyện viên Kong Okyun. Tại sao ông Kong tiết lộ sẽ không tiếp tục làm việc với U23 Việt Nam và VFF? Liệu có tiếp tục ký hợp đồng với vị huấn luyện viên này? Lãnh đạo VFF nói, thứ nhất, hợp đồng với huấn luyện viên Kong Okyun có thời hạn 1 năm. Ông Kong có kế hoạch trong năm 2022 cùng U23 Việt Nam là U23 châu Á vừa qua và Đại hội Thể thao châu Á ASEAN 19. Tuy nhiên, ASEAN 19 đã có kế hoạch hoãn trong năm nay. Thứ hai, VFF đã có kế hoạch cho các giải đấu sắp tới cho U23 Việt Nam như vòng loại U23 châu Á 2024, SEA Games 32. VFF sẽ làm việc với huấn luyện viên Kong Okyun trong thời gian tới. Về hợp đồng của huấn luyện viên Kong Okyun, VFF cho biết thời gian của hai bên còn đến năm 2023. Sau khi có sự đánh giá toàn diện và tiến triển về công việc trong thời gian tới, hai bên sẽ ngồi lại tính chuyện tương lai. Khả năng lớn thì VFF sẽ xúc tiến mọi việc nhanh hơn để huấn luyện viên Kong Okyun thuận lợi trong công việc cùng U23 Việt Nam. Đây là sự hợp lý và tính toán đúng của VFF dành cho huấn luyện viên Kong Okyun. Mọi thứ có thể thấy, VFF sẽ giữ chân huấn luyện viên Kong Okyun sau màn ra mắt ấn tượng ở U23 châu Á 2022. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã tạo ra niềm tin lớn về triết lý và cách dùng người hợp lý. Đúng hơn, huấn luyện viên Kong Okyun có chiến thuật mới cho U23 Việt Nam và xứng đáng nhận được sự ngợi khen. Dù cầm một tập thể trẻ đang kém kinh nghiệm nhưng ông Kong mạnh dạn áp dụng triết lý của mình, tạo ra được dấu ấn rất lớn về lối chơi lẫn tinh thần chiến đấu. Trường hợp huấn luyện viên Kong Okyun tiếp tục thành công thì bóng đá Việt Nam coi như bắt được vàng, bởi ông Kong có đủ tài trí để thay thế khi huấn luyện viên Park Hang-seo giải nghệ. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.